Này. Ai rồi? Con biết mấy giờ rồi không? Ui sớm mẹ. Mới có 11 rưỡi thôi. 11 rưỡi mà vẫn còn nằm như thế à? Thế thì con lại ngồi. Mẹ hỏi đây. Con có biết năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không? Mẹ này. Mẹ là mẹ đẻ của con mà mẹ lại không biết tuổi của con à? Thế theo mẹ thì năm nay con bao tuổi? 36 rồi đấy. Ôi đấy. Biết thế thì còn hỏi. Chính vì thế mẹ mới nói con là 36 tuổi rồi, phải lấy vợ đi. Ôi dào. Lấy vợ thì lấy lúc nào cho được. Cái gì? Vừa nói cái gì, nói lại cho mẹ nghe xem nào. Ôi dào ơi. Ôi giời, tôi chết rồi. Sao mẹ đẻ con nó thẳng như thế mà bây giờ nó lại oẳn to roằn ra như thế là sao hả? Sao là sao? Ôi giời ơi, sao là sao? Con trai nhá, phải mạnh mẽ lên. Thế con mạnh mẽ đây. Ôi dào ơi, gớm mạnh mẽ quá cơ. Mạnh mẽ là phải lấy vợ đi, hiểu chưa? Ôi dào ơi, đã bảo là lấy vợ lúc nào thì được. Mà năm nay anh không lấy vợ anh đừng có trách với mẹ. Này, định đi đâu đấy? Thì con đi lấy vợ. Ôi dào ơi. Ôi, câu đấy là của con đấy nhá. À mà này, mẹ bảo đây. Dạ. Nhớ, tìm vợ là phải chọn cho nó kỹ càng thôi nhá. Tôi biết rồi. Mắt môi để đi đâu đây? Ôi, anh xin lỗi. Đã bỏ bí mật của người ta rồi. Hiện vật nào? Đây. Đâu? Này, tôi không nói nhiều với anh nhá. Đền tiền ở đây. Không đền tiền hôm nay không đi được với tôi đâu nhá. Đâu, tôi quay thử một vòng xem người ngợm có sao không nào. Toàn hết cả rồi đây này. Úi giời. Người có làm sao đâu mà cứ hét toáng lên đi. Tôi không biết. Anh đi xe máy nhá. Tôi đi bộ. Xe máy đâm vào người đi bộ là phải đền tiền rồi. Rồi, anh biết rồi. Tiền thì anh không thiếu. Nhưng mà cho anh hỏi là em có chồng chưa? Dở hơi à? Tôi làm gì đã có người yêu. Tôi còn đang sợ ế thế này. Úi giời ơi. Ế thế nào mà ế được. Anh còn đang sờ sờ đây này. Anh bảo đây. Thôi, mình gặp như này rất là một cái duyên. Cho anh xin số rồi mình đẩy thuyền cho nhanh đi. Thôi đi đừng có lanh chanh. Đưa điện thoại đây. À, đây. Này. Anh xin. Lần sau đi đứng cẩn thận đi nhá. Ôi giời đấy, nghe thấy cái tiếng xe máy là biết ngay cái thằng Tèo nó về cơ mà. Lúc nào cũng phi như một con trâu điên ấy. Kiểu gì cũng đâm vào bờ tường cho mà xem. Đấy, biết ngay rồi mà. Sứa. Ai ơi. Ai ơi. Đấy. Mẹ ơi, cái thằng nào đủ đống bạch trước cửa nhà mình đấy? Bố mẹ đấy. Ôi bố ạ. Mày đi đứng kiểu gì đấy à? Dẫn bao nhiêu lần rồi? Hôm nay con vui quá nên con đi hơi vội. Dạ thưa bố mẹ. Hôm nay con xin giới thiệu với bố mẹ. Đây là Liễu, người yêu con ạ. Ôi, phỏng nhanh thế. Dạ, dạ chào hai bác ạ. Dạ. Dạ. Không dám. Thế năm nay bao tuổi nhỉ? Dạ, thưa bác là năm nay cháu được 25 nồi bánh chưng rồi ạ. Ừ, nói to lên rõng rạc một tí xem nào. Dạ, cháu được 25 nồi bánh chưng rồi ạ. Xem nào. Té. Té gì ạ? Xẻo. Rèn. Méo. Thèn tè ngòe. Hợi. Ô này. Dạ. Lợn à? Không, hợi ạ. Lợn. Hợi ạ. Thì để hợi mới lợn thì như thế. Này. Hơn bác hai giáp đúng không? Ô không ạ. Kém chứ ạ. Hơn. Kém hai giáp ạ. Ủa thì kém hơn mới kém hai giáp. Ngồi thằng này. Đúng rồi. Sang cho con một người. À thôi. Ngồi đây. Hợi, ra đây ngồi. Ngồi. Vâng. Này. Phải ngồi ạ. Ngồi. Bác bảo này, dạ. Bác với cháu là hợp nhau lắm đấy. Ừ. Mà lại rất hợp với cái thằng này nữa chứ. Ôi dạ thế ạ. Trời ơi, hợp lắm luôn ý. Vâng. À thế bác hỏi lần không phải năm nay làm. Hợi quen với cả thằng Tèo làm được bao lâu rồi nhỉ? Dạ chúng cháu quen nhau lâu lắm rồi bác ạ. Dạ một tháng ạ. Một tháng á? Vâng. Ôi dào ơi, một tháng mà bác cứ nghĩ là hai đứa quen nhau bằng mấy năm nay rồi. Em ơi thân mật ghê cơ. Mẹ đúng là chưa già đã lẫn rồi. Cái đứa mà tháng trước con dẫn về là con Hồng. Anh vừa bảo cái gì hồng đấy. À mà hồng tuyết tuyết mấy ngày nào còn
chưa biết cái chi chi. Đấy, này thích ca trù lắm. Hồng hồng tiết tuyết. Thích ca trù lắm. Bài hồng hồng tiết tuyết à? Thì ra không ngờ nhà mình văn hóa văn nghệ vui đáo để ạ. Vui. Vâng. Này. Hả? Mà bà nói thế nào? Ngày xưa tôi với bà chả không quen nhau một tháng mà bà cũng dính tôi như sàn luôn còn gì nữa. Đạp còn chả ra. Dạ, cái này thì cháu cũng xin lỗi hai bác ạ. Vô tư đi. Vâng. Tuổi trẻ nó phải thế chứ. Vâng. Tuổi trẻ nó tình yêu nó phải vô biên giới. Dạ. Nó phải vô biên cước. Dạ. Nó phải vui tính quá. Nó vô tư lợi. Này, bác hỏi khí không phải lận làm nghề hợi làm nghề gì nhỉ? Dạ bác ơi, cháu là phát thanh viên ở trên đài ạ. Bác phải biết cái này. Bác phát thanh viên xuống. Ôi trời ơi. Lận check về bên trái một tí. Hợi à? Hợi check về bên trái. Kiều ơi, để có cái nốt ruồi ở ria mồm ấy, giống bác y hệt đi. Ôi thế ạ? Cái nốt ruồi đấy là khéo ăn, khéo nói lắm đấy. Nốt ruồi cạnh mồm thì chỉ ăn tham chứ khéo cái dề. Ôi dào ơi, mồm đi chơi hơi xa rồi đấy. Ôi dào ơi, sao lại trùng hợp nhau thế chứ nhỉ? Này, thôi. Tôi không biết là trùng hợp thế nào nhưng mà bà ấy, khéo là bà chuẩn bị biến nhà mình thành cái trại chăn nuôi lợn rồi đấy. Làm sao? Nói thế thôi. Dạ. Bác gái hôm nay là hơi bị vui đấy. Vui bác vui. Chẳng mấy khi gặp được đồng loại. Ôi dào ơi, sao lại nói như thế? Nhà mình thì cứ nghiện trứng. Mẹ bảo này, tình cảm con với con hợi kia thế nào? Hồi này vẫn khăng khít đấy chứ hả? Con với hợi thì vẫn đẹp mẹ. Ừ, thế sao lâu nay mẹ không thấy nó về đây? Hả? Cái này mẹ phải hỏi bố. Sao lại hỏi bố? Hả? Bố cấm. Ông làm sao mà ông cấm hả? Đúng á. Đúng cái gì? Mẹ nói cho con biết nhá. Mẹ là mẹ duyệt con bé này, hiểu chưa? Nó đẹp người, đẹp nếp. Nó lại ăn nói khéo. Mà cái vấn đề chính nó lại rất hợp với mẹ. Tất nhiên. Ừ. Cái hôm mà con tông phải cô ấy ở ngoài đầu ngõ ấy, là con nghĩ ngay đến mẹ rồi. Đấy. Con biết kiểu gì mẹ cũng ưng. Thế nên mà... Con dài của mẹ rất tuyệt vời. Chả hiểu sao bố lại gọi điện. Bố cấm cô ấy đến đây. Cấm cái gì? Tại sao cấm? Có lý do của nó cả. Lý tôi chung quy lại là tôi phản đối. Không phản đối cái gì? Phản đối thằng Tèo nhà mình không được lấy con bé đấy. Cái con bé nó đẹp người đẹp nết như thế làm sao ông phản đối? À, tôi biết rồi nhá. Hay là nó là con riêng của ông phải không? Đầu óc bà suy nghĩ lung tung rồi đấy. Tại sao ông cấm? Tại sao bố lại cấm? Nói. Tại sao? Nhà này ấy, có một mình mẹ mày đã đủ chết rồi. Mày còn định rước thêm cái bản sao của mẹ mày nữa thì rối loạn triều đình nhà. Ôi dào ơi. Thế thì đến bao giờ con mới lấy được vợ? Xe này. Xe này. Sen có nhà không Sen ơi? Đi. Sen ơi. Đây. Đã trả lời rồi thì từ từ thì mới ra mở cửa được chứ. Đang bận thế gọi cái gì nhiều thế. Anh chào Sen. Em chào anh Tiến. Anh Tiến vào nhà chơi đi. Ôi nhưng mà này. Dạ. Phu đâu nhỉ? Phu nào ạ? Phu nhà em ấy. Chồng em á? Ừ. Chồng em có phải tên là Phu đâu. Ô thế tên là gì? Chồng em tên là... Thôi xe ra một tí. Sao ạ? À, biết rồi. Thôi. Thế nhưng mà anh Tiến sang nhà em có việc gì nhỉ? Nhờ anh sang làm gì nhỉ? Anh trêu em. Khổ ạ. Đấy, mãi nói chuyện quên mất. Chả là thế này. Dạ. Sáng anh vừa ra chợ mua được mớ cua ngon. À, thế là em hiểu rồi. Anh ra chợ mua được mớ cua ngon nên sao nhà em mượn cái nồi to về hấp đúng không? Nhà em đầy nồi to để em vào lấy không, cho. Không. Sao? Không phải là nồi. Thế ạ? À, thế chắc là lấy bỗng à? Bỗng thì nhà em không có đâu. Hay anh Tiến cứ vào nhà ngồi đi, em ra chợ mua không, cho. Không. Khổ quá, anh cũng không phải là mà xin bỗng. Thế anh làm gì ạ? Anh sang để xem nhà mình có cái cối không cho anh mượn. Có à? À, nhà em à? Có nhiều loại cối lắm. Ừ. Cối to, cối vừa, cối nhỏ. Nhưng mà theo em ý, giã cua thì mình giã bằng cối vừa là hợp lý nhất. Cối vừa à? Vâng. Thế cho anh mượn cái cối nhỏ đi. Vâng, cối nhỏ. À, quên.
anh Tiến có lấy chày luôn không? Nhà em có nhiều loại chày lắm. Yeah. Chày to, chày vừa, chày nhỏ có hết. Ok. Ừ, nhưng mà em nghĩ rồi, nếu mà mình giã cua cố nhỏ thì mình dùng cái chày to đi cho nó đầm tay. Chày to à? Dạ. Tùy. Dạ, thế để em vào lấy cối nhỏ với chày to cho anh nhé. Sen vào cho anh mượn. Chày. Vầy. Sao đấy? Đẹp thế. Cái gì anh, đẹp? Anh Tiến mượn chày cối về xong đi đâu à? Đâu, anh ở nhà mà. Ở nhà sao mặc đẹp thế? À, đây là trang phục ở nhà của anh đấy chứ. Ui, đây là trang phục ở nhà á? Ừ. Đúng là anh Tiến đẹp nên mặc cái gì cũng thấy đẹp. Hôm trước sang nhà em mặc mỗi cái quần đùi em cũng thấy đẹp. Hôm nay mặc như thế này thấy đẹp hơn. Đẹp quá khen. Anh thật mà, em khen đâu mà khen. Chờ em vào lấy chày với cả cối nhá. Ừ, ừ. Chờ em tí nhá. Anh chờ nhá. Đẹp thế. Anh ạ, anh em cái gì? Dạ. Hả? Ờ kìa anh. Em Tiến hàng xóm vừa chuyển về đây ạ? À? Tôi biết rồi. Dạ. Mà họ hàng gì mà anh em mà đi đâu lại sang đây mắt la mày lém này. Ờ kìa anh Phú. Em đấy. Phú, Phú. À, đúng rồi. Em xin lỗi em quên mất. À. Chị nhà vừa nhắc mà em lại quên. Anh Phú. Ừ. Dạ. Sao đi đâu mà sao mà cứ ngó nghiêng cửa nhà tôi đấy? À không, em chỉ là em đi ngang qua thôi ạ. Đi ngang qua mà cậu ấy đứng đây à? Em đứng ngang qua. Đứng ngang qua. Ơi, anh Tiến, chạy cối đây rồi. Em định mang ra luôn nhưng mà chót hôm qua dạ nghệ chưa rửa. Thế em phải đứng rửa cho nó sạch để mang ra cho anh mượn. Xong rồi lại thấy nó hơi ướt thì là lại đứng đợi để cho nó khô. Bây giờ em phải mang sang anh cầm về đi. Sao bảo đứng ngang? Dạ, hả? Dạ. Thì anh Tiến sang mượn cái chày cối về để giã cua. Anh Tiến à, cầm về đi. Em mượn chày cối em về giã cua. Em xin phép em về. Anh Tiến về nhé. Đứng lại! Này, này, này! Này! Làm gì đấy? Làm cái gì? Làm cái gì mà cứ sấn sổ vào mặt người ta thế? Tôi đang định hỏi cô là cô làm cái gì ấy? Làm cái gì là làm cái gì? Anh Tiến chỉ sang mượn mỗi chày giã cua thôi thì vào lấy cho anh mượn thì làm sao? Hàng xóm láng giềng với nhau, các cụ bảo rồi, bán anh em xa mua láng giềng gần mà. Ừ, láng giềng gần là mà cứ một câu anh Tiến, hai câu anh Tiến ngọt xớt ra. Mà cối chày bao nhiêu nhà không mượn, xong sang nhà cái Thúy mà mượn lại sang đây mượn. Nhà cái Thúy cối to anh không thích. Ừ. Anh thì giã cua cối nhỏ, nhà mình có cối nhỏ, anh thích cối nhỏ thì anh sang đây mượn chứ làm sao? Ông nhìn lại ông đi. Tôi làm sao? Tôi làm sao? Nhìn lại mình đi. Đấy nhìn người ta, đấy người ta ở nhà mà người ta ăn mặc đẹp như thế. Đi đâu đây? Tôi đi làm. Đi làm mà ăn mặc này á? Ăn mặc trông giống thằng trộm chó không? Này 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 này, cô đừng có xúc phạm tôi thế nhá. Không phải là xúc phạm, mà người ta bảo cho mà rút kinh nghiệm. Đấy còn cái xe nữa này, đã bảo là rồi, đổi đi, đổi cái xe khác đi, ăn mặc cho nó đẹp vào. Nhà thì có phải là không có điều kiện đâu, nhà cũng có điều kiện đấy chứ, mà ăn mặc xấu như thế này, cái xe cà tàng như thế này à? Đấy người ta ở nhà người ta còn ăn mặc đẹp như thế đấy. Nói cho mà biết nhá. Liên tha liên thuyền. Liên thuyền cái gì? Cô có biết không, cái xe này là của Gia Bảo nhá, từ thời ông nội tôi để lại đấy. Thì mang sang giả ông nội đi. Lúc ba lúc bố cái mộc. Đấy là người ta góp ý thế. Không sửa đổi nhá. Không sửa lại cái giao diện này đi nhá. Thì làm sao? Mất vợ đừng có mà kêu. Ok. Này. Xe ai đấy nhỉ? Anh ơi. Anh. Cái gì mà chu chéo lên thế? Gọi mấy câu chẳng trả lời gì cả thế. Xe của ai để nhà mình đấy? Xe nhà mình ấy mới mua đấy. Được không? Xe nhà mình á? Ừ. Sao mua chả nói với em câu nào thế? Mua cái ô tô còn con lắm, việc gì phải nói. Nhà cái điều kiện thích mua vài cái. Ê, giao diện khác hẳn. Đấy em bảo cứ bắt chiếc anh Tiến ở bên kia là đẹp ngay. À, anh Tiến ở bên kia cũng mới mua cái xe nhá. Về nhà lại thấy nhà mình cũng mới mua cái xe luôn. Ấy anh Tiến cứ có cái gì mới là anh phải có cái đấy mới. Như thế giao diện nó mới oách nghề, đẹp quá. Đúng là các cụ nói, con người chỉ hơn nhau cái manh quần tấm áo thôi, đẹp quá. Tức là Tiến nó có cái gì mới là tôi cũng phải có theo đúng không? Chính xác, nhà mình có điều kiện mà anh. Thế biết chú Tiến chú vừa có cái gì mới nữa không? Có cái gì ạ? Vợ mới.
là thế nào ạ? Là thế nào? Tức là tôi cũng phải lấy vợ mới. Ơ, nhưng mà... Không có nhưng nhị gì cả. Bây giờ ở nhà nấu cơm, chờ tôi đi đón vợ mới về đây ăn cơm cả. Biết chưa? Đi ra đây. Anh ơi, nhưng mà... Làm sao? Dạ, nhưng mà... Thế đã tỉnh ra chưa? Em tỉnh rồi ạ. À, tôi nói cho cô biết nhá. Cuộc sống ấy là đừng có đứng núi này mà trông núi nọ. Tốt gỗ còn hơn tốt nước sơn nhá. Điên à? Có bị dở hơi không? Điên à? Có bị dở hơi không? Này, ông đưa tôi đúng không? À, tôi đi xe đạp. Ông đâm vào tôi chả kêu đi thôi thì ông đừng ông kêu ai hả? Ai đâm? Tôi đang mở cửa ra thì cô phi lên. Cô mới là người chuẩn bị đâm tôi. Ông không có mắt à? Mắt đâu? À, xe không có gương hậu à? À, mở ra mà di chuyển xuống thì phải nhìn trước ngó sau xem có ai không chứ. Hả? À, thấy có chướng ngại vật thì phải tránh ngay trước. Thì tại sao lại đâm bổ thẳng mặt tay thế bao giờ? Tại sao nhớ mà tôi ngã ra đây thì ai này tôi? Im mồm đi nhá. Tại sao xe này không có gương hậu mà cứ bắt xe này phải có gương hậu? Tôi không còn biết nhá. Không còn biết cái gì? Xe của ông ấy là phân to. Phân khối. À, phân khối to. Xe của tôi là phân khối nhỏ. Ông đâm vào tôi, ông đền đi. Đền cái gì? Đã đâm vào đâu mà đền? Có đền không? Không đền. Có đền không? Có đền không? Này. Đưa chìa khóa đây. Đền gì? Đã đâm vào đâu mà cứ đòi người ta làm gì đấy? Đi đâu đấy? Đi về. Ủa, đây này. Sao lại đi về? Sao? Giả nó chìa khóa đi. Không giả. Giả chìa khóa đi cho về. Không giả. Bỏ ra. Phải giả. Không giả. Phải giả. Có ra không? Không. Hỏi lần nữa có ra không? Không. Ra này không ra. Ơ vẩn à. Ủa. Đừng tưởng là người đàn bà con gái bắt nạt rồi nhá. Như cái con Hương Ngơ ngày xưa lớp mình toàn lên gối này. Này. Gọi tên ai đấy? Hương Ngơ cùng lớp học cấp 3. Ơ. Toàn đánh nhau với con trai thôi. Ơ. Ô đây. Hương ơi đây. Huy Ngân à? Đúng rồi. Từ ngày xưa bạn học Muay Thái rồi. Bạn gối cao quá. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Ừ, không sao. Không sao không? Không sao. Ô đây. Sao này khá quá nhỉ? Ngày xưa tôi nhớ là vẫn còn mặc quần thủng bít đi học. Thế mà bây giờ đã lên đời con nuôi tơ rồi à? Ôi, diện đấy. Đâu, con này là mua cho bà già đi chợ. Ôi dồi ôi. Còn tôi chạy con khác. Ôi dồi ôi, đi chợ à? Ừ. Khá quá nhỉ. Khá gì, cái này mua dễ mà. Đẹp thế. Ôi dồi ôi, khá quá. Thế thì bạn dạo này nào? Công việc nào? Tớ vẫn thế thôi. À thôi, nhưng mà thực ra lúc vậy tớ xin lỗi. Là đang đi đường. Không sao. Nhưng mà mẹ gọi điện là cứ nói về cái việc là mày phải lấy vợ đi. À. Nên là thực sự là tớ mà cứ nghĩ về mấy cái việc đấy là không làm được gì cả. Nên là bị dừng xe đột ngột thôi, có gì xin lỗi bạn nhé. Này, chưa lấy vợ à? Chưa, ai thèm lấy. Thế à? Thế có vẻ vẫn ngẫn nhỉ? À, vẫn thế nhỉ? Này, thế hôm nào cà phê nhé. Ừ. Cho xin lại cái chìa khóa. Tớ bây giờ lại phải đi chợ cho bà già. Đi nhá. Hôm nào gặp cho tớ gửi lời hỏi thăm mẹ nhá. Thực ra tớ muốn gặp lại bạn từ rất lâu rồi. Tớ rất biết ơn. Tớ nợ bạn cả thế giới. Tớ sẽ trả. Sao nhỉ? Tôi tự nhiên tim nó cứ đập thình thịch cái thế nào nhỉ? Ô chết rồi. Tôi có số điện thoại à? Ô này. Này. Ngân ơi. Ngân điện thoại con ơi. Ê. Trời khá quá. Thế này ai gọi mình là Ngơ nữa, người ta gọi mình là hot girl mới đúng chứ. Alo. Có việc gì đấy? À bây giờ đang bận nhá, không tiếp nhá. Có biết tôi đang ở đâu không? Này, có nhớ Huy Ngẫn không?
Huy Ngân ngày xưa học cùng bọn mình cấp 1 đi. Ngày xưa cứ hay mặc quần thủng đít đi, đi học đi. Thế xong rồi mắt nó đeo cái kính cận dày mấy đi ốp đi. Ôi dồi ôi, bây giờ khác rồi, xưa rồi Diễm ơi. Mở một chuỗi nha, một chuỗi các cửa hàng cà phê nha, nhà hàng nha, các kiểu nha. Ừ, cà phê Huy Ngân. Hôm nay đang ngồi đây này, đang có cuộc hẹn đây này. Dạo này khác lắm. Không còn Ngân nữa đâu nha. Sao lại không tin? Chính mồm Huy nói với tôi nhá, là nợ tôi cả thế giới đấy. Hôm nay đang ngồi đây để có là đòi cả thế giới đây này. Ờ, bây giờ khác rồi. Người ta gọi là trâu chậm để uống nước trong nhá. Việc gì phải uống nước trong? Nhà hàng mình là có rất nhiều những loại nước. Hương cứ chọn thoải mái, bất kỳ cái gì cũng được. Nhà mình mà. Nhà mình à? Ôi dồi, lại còn lên hẳn là nhà mình đấy này. À, thôi, Hương ơi. Dạ. Mình có chuyện gì thì mình cứ nói với tôi đi. Tôi nghe đây. Mình vào vấn đề chính nhá. Ừ, mình vào đi. Hôm trước Huy có nói với cả Hương là... Mình là đàn ông mà. Ừ. Mình đã nói là mình sẽ phải làm. Ừ. Mà đã làm là làm bằng được. Ừ, đúng rồi. Ngày xưa mình đã nợ Hương cả thế giới. Và giờ mình sẽ trả nó cho Hương. Mình ơi, mình cứ bình tĩnh thôi. Mình đừng vội vã quá. Tự nhiên tôi cứ thấy nó cứ run run. Bởi vì tim nó cứ đập tình tình thế nào ấy. Bởi vì nếu như tôi không làm điều này thì tôi sẽ cảm thấy áy náy mà tôi không chịu được. Gặp lại Hương là tôi hạnh phúc rồi. Hương hãy để cho tôi. Ôi, ôi mình ơi, mình... Tôi run quá, chưa ai làm cái hành động nó lãng mạn đến nay với tôi. Nhận lấy đi. Quà mình tặng tôi à? Tặng Hương. Nhận nhá. Nhận đi. Mở ra đi. Nặng thế. Này, cái nhẫn nó cũng chỉ là cái vật đính hôn thôi. Nó cũng chỉ là tượng trưng một xíu xíu thôi. Có cần là phải nặng nặng thế này không? Tự nhiên tôi cứ ngượng ngượng ý. Không, nhẫn nhiếc vớ vẩn. Cái đấy nó không thể ý nghĩa bằng cái này được. Hương cứ mở ra đi. Không phải nhẫn à? Không. Nhẫn là vớ vẩn thôi à? Nhẫn chỉ là vớ vẩn. Cái này hoành tráng hơn à? Ừ. Tôi mở nhá. Tôi hộp. Ten 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 ten. Ơ? Ô, cái gì này? Đấy. Cả thế giới của tôi dành cho Hương. Ơ? Bản đồ à? Ừ. Hiểu ý rồi. Muốn đưa người ta đi tuần trăng mật đúng không? Bây giờ bọn mình chọn địa điểm với nhau đúng không? Này, Hương bảo. Thực ra là trong tất cả các châu ấy, là Hương thích châu Phi nhất. Hay là bọn mình đi honeymoon ở châu Phi nhá. Đấy, chính vì nhờ có cái châu Phi này ấy, mà hồi đấy đi học Hương cho tớ mượn cái bản đồ thế giới. Tớ mới trả lời được câu hỏi dân số của châu Phi đấy. Tớ mới qua được môn địa đấy. Chính vì vậy mà tớ thực sự rất biết ơn Hương. Thì tớ muốn trả ơn cho Hương tất cả đây. Sao lại trả ơn bằng cái bản đồ này á? Đúng rồi. Thế có nghĩa là ngày xưa đi học cho mượn bản đồ thì là bây giờ trả nợ bằng cái bản đồ này á? Đúng rồi, tớ nợ Hương cả thế giới đấy. Thì không phải là bảo trả nợ người ta cả cuộc đời à? Không, ai nợ nần gì cuộc đời ở đây. Chỉ nợ mỗi cái bản đồ thế giới thôi mà. Làm sao? Đấy, anh có thương gì tôi đâu. Tôi đánh mà anh rụt tay lại để tôi vỗ vào đùi tôi đau rồi này. Thế không rụt tay thì đánh vào tay chả đau thì sao? Đi ra đi. Ôi, được rồi, khổ quá anh thương. Gấp mới sáng ra mà cứ hậm hà hậm hực như là chó đực. Chó gì? Chó đực đòi ăn. Làm sao? Đáng chán đây này.
làm sao mà chán. Lúc gọi điện thoại video mặt vui hớn hở, giờ anh đến lại kêu chán là sao? Bỏ ra. Nhưng mà bây giờ hết vui rồi. Thế làm sao? Nói cho anh Nghi biết chứ. Em muốn anh ở đây với em over. Không được, em muốn anh chết à? Không, em đã nói hết đâu. Overnight có nghĩa là ở đây qua đêm với em. Càng không được. Vợ anh ở nhà nó biết, nó xé xác anh ra. Mà anh ở với em cả buổi sáng nó còn gì nữa. Nhưng mà sáng hết vui rồi. Bây giờ em muốn anh ở đây với em cả đêm cơ. Không được. Thế thì thôi, anh đi về với vợ của anh đi. Đừng đến đây nữa. Tôi trả anh cho vợ của anh đấy. Thì em cứ bình tĩnh đã xem nào. Rồi anh sẽ thu xếp, anh sẽ dàn xếp bên đấy để anh sang với em, được chưa? Tôi không cần thu xếp. Được rồi, anh hứa tuần sau anh sẽ qua. Qua gì? Qua đêm chứ còn qua gì nữa. Biết chứ cần hỏi nào. Từ từ, thế sang không có quà? Có chứ nè, vì tình yêu anh sẽ làm tất cả. Đây chứ còn đâu nữa. Quà đây chứ quà đâu. Đeo ngược rồi đây này. Khổ quá, gặp em là anh cứ luống qua luống cuống ấy. Thôi tí đeo sau nhá. Trời ơi, ghét thế chứ lại đi ra. Chẳng hiểu sao nhá, mặt anh á xấu như củ ấu trong rừng, xấu như là dây thừng buộc trâu ấy, thế mà người ta vẫn yêu. Yêu lắm cơ, xấu nhưng mà kết cấu nó đẹp. Ông đứng lại. Giờ cơm tối đến nơi rồi, ông định đi đâu? Thì anh ra đầu ngõ xem bóng đá mấy thằng bạn. Bóng đá? Bây giờ đang mùa dịch nhá, người ta có tổ chức cho khán giả xem đâu mà xem. Mà bóng đá cái gì? Thì chính vì mùa dịch không tụ tập chỗ đông người, mấy thằng anh tổ chức xem với nhau thôi chứ có ai đâu. Có ai đâu. Mà tôi hỏi ông nhá, cả tuần nay ngày nào ông cũng mang đi một con gà như thế này, thế là như nào? Ông đi đâu mà ông mang gà đi? Thì mình bảo là chúng nó đi đi xem, chúng nó toàn mang đồ đến thì chả nhẽ mình lại không góp vào ngồi với nhau. Xong thì còn đi bão mà. Bão? Bão cả tuần à? Ủa, nói rất là vô lý, không biết làm mà tự tin được. Thì ô hay nha, đi lịch nó dày đặc như thế kia thì em cũng biết là lịch nó treo trong nhà bóng đá. Ngày nào thì xem xong rồi bọn anh đi bão gì nữa. Thôi được rồi, ông đi ông cứ đi đi. Mà cứ liệu liệu cái thần hồn đấy. Thế mình, anh đi nhá. Chồng với trả con. Đồ đem món của em, đi đâu đấy? Đi về chứ còn đi đâu, gà nó gáy rồi. Gà nào gáy, anh mang cho em con gà mái cơ mà. Rồi đi lên một tí thôi. Gà nhà hàng xóm chứ gà nào. Mà thôi 5 giờ sáng rồi anh về đấy. Không còn vợ anh đâu biết, nó xé xác đây đây. Về à? Thôi mà, anh về cho anh nợ. Mai anh lại sang nhá, được chưa? Đi yêu cả nè. Cho nợ đấy nhá. À mà này, nhớ nhốt gà vào nhá, không rồi nó chạy mất đấy. Về đi. Ông Thành đâu, ông Thành đâu? Này! Này! Làm cái gì mà bấm chuông như là ăn tươi nuốt sống cái chuột nhà người ta thế hả? Dồi ôi, tôi đang điên đây! Ông Thành nhà bà đâu? Gọi ông Thành nhà bà ra đây, tôi đang muốn ăn tươi nuốt sống chồng bà đây! Này! Chồng tôi làm cái gì mà cô đòi ăn tươi nuốt sống hả? Ôi bà không hiểu đâu! Ông Thành đâu? Ông Thành! Ông Thành! Gì đây, gì đây? Con điên nào nằm loạn ngay cổng nhà mình? Điên con nào? Nhi đấy à? Thế này là thế nào? Như thế nào? Vợ cứ để anh! Làm sao? Về đi! Về cái gì? Gà của em không thế đấy! Ôi trời ơi! Ông xa ngay bên nhà tôi, dọn nhà tôi! Gà của ông nó đang làm loạn nhà tôi đến cái kia! Trời ơi! Tôi hiểu rồi! Hóa ra ông lấy gà nhà mình! Xong rồi là ông hàng ngày ông bảo tôi là ông đi bão đêm, đi bóng đá đêm để ông mang gà sang bên này, có đúng không? Úi trời ơi, đi vào. Còn cô, không phải nói nhiều, hiểu hết rồi nhá. Một lát nữa tôi sẽ đem chuồng sang, tôi dọn sạch không còn một con gà nào bên nhà cô. Sang luôn vào ngay. Vào. Bà lằng nhằng. Giỏi ơi. Vợ ơi, từ lần sau anh sẽ không dính con dở hơi nữa. Anh biết lỗi rồi. Úi giời ơi, lại còn có lần sau à? Vào! Hãm quá trời ơi, đã bảo rồi. Cái váy đấy là không thể mặc được với cả cái quần chấm bi. Mặc thế thì thành con cánh cam à? Điên à, không ai người ta mặc thế cả. Nha, cái váy đấy thì mặc chân không thôi mà nhớ là cạo hết lông chân đi nha.
Ừ, mà cái vay đấy là được đấy, cái màu đấy hợp đấy, màu lòng tôm mới đẹp, tôn cái da của em lên, em hiểu chưa? Nhá, còn có vấn đề gì thì đến đây anh xử lý. Nhưng mà không đến hôm nay được, sáng giờ đã bán được hàng đâu, chả có ai vào cả, bực mình ấy. Nhớ chưa? Nhớ rồi, ok, nhá, mà lại qua đây nhá, sắp tới lại có cái váy màu dâu tôm nữa mà cái đấy mới đẹp. Ừ, nhá, thế nhá. Hãm! Sao? Bảo ai hãm? Mày hãm. Kệ. Không, chứ tôi đang nói chuyện điện thoại, khổ quá đây rồi. Úi dồi ôi, chị ạ, à, mời chị xem hàng. Úi dồi, chị xem cái gì? Mắt anh mù à? Không, mắt em có mù đâu, em nhìn cái gì ra cả đấy, chỗ nào cần lồi là lồi, chỗ nào lõm là lõm. Nhìn đâu ra đấy luôn chị ạ. Thế bên đấy không mù, với lại nhìn bên đây thì được gọi bằng chị. Dạ không, nãy chắc em nhìn cái chỗ khác, em thấy nó vụ bẫm, em gọi là chị. Thế còn thực ra như thế này là em, trẻ lắm. Thế chứ. Chắc mới được 16 tuổi đúng không? Xinh đẹp này, nào chọn váy đi, mở hàng đi nào. Đấy, nào. Giới thiệu với cả em, đây là cửa hàng anh mới mở. Và trong cửa hàng này thì toàn bộ đồ của anh nó dành cho gọi là celeb. Celeb ấy. Celeb là cái gì? Bánh lép anh tẻ gì? Cô em đẩy, thiếu. Hãm thế. Không phải ý. À không, ý của anh muốn nói rằng là cái bánh lép ở quê mà hãm để mấy ngày ăn cũng ngon đấy. Ừ. Nhưng mà celeb ở đây nghĩa là khác. Celeb ở đây có nghĩa là những người nổi tiếng, famuse, famous. Chỉ có những người nổi tiếng mới vào đây mua thôi. Rồi, em hiểu rồi. Đấy, ví dụ như cái váy này này, anh giới thiệu với em nhé. Cái váy này là của nữ ca sĩ, một diva nổi tiếng nhất trên thế giới trong suốt thập niên 20. Đó chính là Madonna. Còn cái váy em mặc ấy là của Maradona. Này, anh nhìn kỹ vào mặt hàng đi nhá. Đây mà phải mặc loại second hand à? Đấy, nhưng mà giá bao tiền? Đấy, thì chứ, second hand nhưng mà nó là hàng limited. Có nghĩa là nó chỉ có hạn thôi. Mặc vào nó khác chứ em. Chứ còn ba cái loại hàng vơ vào vẩn ở ngoài đường, ngoài chợ kia thì 3721, 3824, 3927, 3010. Thôi. Thế anh đọc bản cứu trường. Ý anh muốn nói rằng là ba cái hàng thấy thì dùng chả mấy mà nó hỏng. Em mua 10 cái đấy, xong mỗi cái em mặc được một ngày thì quá bằng là em bỏ 10 cái đấy đi, em chỉ cần mua một cái này thôi. Đấy, em hiểu chưa? Giá của cái này là bao nhiêu? Đơn giản. Đấy. 100 nghìn gì? Gói luôn cho em. Hãm thế nhỉ? 100 gì? 1 triệu. 1 triệu. Chứ sao nữa? Ôi, anh giết người à? Anh giết đắt thế. Ok, anh đã bảo rồi. Hàng limited mà là toàn là những người nổi tiếng mặc thôi. Em nghĩ kỹ đi, em nhìn cái chất vải đây này. Thấy chưa? Nó đẹp từ đường may như thế cơ mà. 1 triệu là còn rẻ đấy. Chẳng qua em xinh anh mới giảm giá đấy nhá. Em thấy cái này không hợp lắm. Không hợp à? Đây, chuyển sang cái... Đây, cái này thì bao nhiêu tiền? Ui dồi, cái này thì em đúng là con mắt tinh đời thật. Cái này thì lại là không phải là của ca sĩ mà lại của diễn viên. Đấy. Một diễn viên rất nổi tiếng ở Hollywood bên Mỹ. Em biết cái chị Châu Tinh Trì không? Cái gì? Châu Tinh Trì á? Châu Tinh Trì là con trai ở bên Trung Quốc cơ mà. Ôi dồi ôi, người ta sang Mỹ chuyển giới lâu rồi. Nổi tiếng như thế thì ở bên Trung Quốc làm cái gì? Cái gì? Bây giờ là bao nhiêu tiền? 800. 800? Đấy là giảm giá cho em đấy. Cũng không hợp lắm. Thế cái này? 900. 900? Cái này? 1 triệu mốt. 1 triệu mốt? Thì 8, 9, 10, 11 đây thay. Em xem cái nào. Biết giá rồi nhỉ? Đúng rồi, em lấy cái... Bye bye, em về nhá. Này, con chị vào đây để tham gia, hãy chọn giá đúng à. Hãm! Ông chủ ơi! Ông chủ! Ông chủ ơi! Hãm! Ôi trời ơi, khiếp! Sao mà vừa mới mở mắt ra là đã hãm rồi? Sang đây làm gì? Cái chương trình hãy chọn giá đúng hết rồi nhé. Bây giờ em đã quay vào ôm mất lượt mà em đi về. Hey, hôm nay là không phải sang đi khảo giá đâu. Thế làm gì? Đây, hỏi giá tí thôi. Áo này bao tiền, định giá hồi em cái. Không sang hỏi giá lại mang hàng sang bán thế này đi. Áo nào? Đây, xem hộ em cái này xem định giá được bao tiền. Sáng giờ cũng làm gì có khách đâu mà lấy cái này á. Cái này 50. Ôi dồi,
đẹp cái gì, hàng mới của người ta thì phải màu trắng, bây giờ nó thành cái màu cháo lòng rồi nhá. Hoa văn thì rách nát như thế này, à, váy gì mà ở đây vẫn còn lông nách này, à không phải đây là chỉ, nhưng mà nói chung là hàng này chỉ 50 thôi. Cái này đẹp như thế này thì ít nhất phải 5 lít. 50. 5 lít. 50. Chắc chưa? Chắc. Chốt nhá. Chốt. Rồi 50 nghìn gì? Ừ. Đây 50 nghìn. Đấy. Cái gì á? Sao lại đưa tiền? Thì đây, áo anh treo ở ngoài kia ghi giá 500 nghìn, vào đi hỏi anh bảo 50 nghìn. Thế còn gì nữa? Thôi nhá. Cảm ơn. Mình à? Mình bác 500 nghìn mà giả mình 50 nghìn. Này. Này, thế này thì là game gì? Game đừng để tiền rơi. Bye bye. Cảm ơn em nhá, lần sau lại đến nhá. Chào anh ạ. À. Chào em. Xin lỗi, chờ anh tí nhá. Alo. Ừ em à. Ừ anh biết rồi, gớm. Sinh nhật em chứ có phải là sinh nhật đứa em gái xấu xí tành toàng của anh đâu mà. Hả? Đồ giá trị á? Ừ. Em ơi. Dạ. Ở đây có đồ giá trị không? Dạ có rất nhiều anh ạ. Em nói to lên. Có rất nhiều đồ giá trị ạ. Đấy, em thấy chưa? Hả? À, giọng của bạn bán hàng. Ừ. Thế nhá. Bye bye. Ừ. Em ơi. Dạ. Anh muốn mua đồ sinh nhật. Ừ. Có rất nhiều anh ạ. Anh ơi, cửa hàng em mà đồ rất là phong phú này. À, được rồi, em bỏ kim chỉ của em anh xem nào. Đây anh ơi. Đây nhá, rất giá trị. Ừ. Cái này là cửa hàng em nhập ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cái này là nhập ở Tunisia. Cái gì? Nói chung là anh ơi, gì. Cái gì cửa hàng em cũng có ở đây hết rồi anh ạ. À, rồi. Thế là anh bảo này. Dạ. Giá. Ôi anh ơi, anh không phải nghĩ đến giá. Ok. Đây. Cái này. Đây. Cái này là 500 anh ạ. Cái này là 450 anh ạ. Đây. Cái này là 600 anh ạ. Ôi giời. Mấy cái đồ nhìn xấu thế này mà em bán 5-600 nghìn á? 100 nghìn là thế nào? Anh ơi, 500 đô, 450 đô, 600 đô anh ạ. Ơ kìa, anh đi đâu? Đồ này rất có giá trị mà anh. Anh nói thật, biết là độc đáo rồi, rồi. Có ngay. Anh ơi, chiếc vòng này như là sinh ra để dành cho anh vậy. À thế à? Đây. Giá. Em phải nói thật nhá. Ừ. Giá của chiếc vòng này ấy, trên mạng và tất cả các cửa hàng bao giá toàn cầu. Ôi hay quá. 2.000 đô. Thì anh, em phải nói sẵn đâu. Nhưng mà vì hiện tại là nó đang bị vỡ. Ừ. Nên em chỉ để lại cho anh với giá 200.000 thôi. Thế nhưng mà nó vỡ thế này anh tặng làm sao được, em buồn cười là thôi anh về anh đây. Anh ơi, vì nó vỡ như thế thì em mới để cho anh cái giá đấy. Nhưng mà anh có thể về anh nói với người yêu anh là anh đã đầu tư 2.000 đô để mua cho em một chiếc vòng trị giá như thế này. Ừ. Nhưng mà chẳng mãi anh làm vợ. Ơ nhờ, ôi giời ơi, thế mà anh không nghĩ ra, cảm ơn em. Anh mua luôn, bao nhiêu? 200.000 thôi ạ. Giả 200.000. Gói cho anh. Dạ, vâng. Này. Dạ. Gói cẩn thận nhá. Ôi anh yên tâm, cẩn thận á, nó là kim chỉ bắc của cửa hàng em. Ôi trời, lắm kim chỉ thế. Ở đây rồi anh ơi. Đây rồi. Đây, của anh đây ạ. Cẩn thận chưa? Anh ơi, cẩn thận như chưa bao giờ được cẩn thận. Ừ, đây, anh gửi. 250. Ôi giời, em cảm ơn anh nhá. Ừ, không có gì, cảm ơn em. Anh về đây. Dạ. Anh quên đấy. Anh về nhá. Dạ vâng ạ, lần sau anh lại đến nhá. Dạ. Em, nhân dịp sinh nhật của em, anh đã chọn mua một món quà để tặng em, rất độc đáo, rất đặc sắc. Này, bao giá trên mạng với em luôn, 2.000 đô của anh đấy. 2.000 đô á? Ừ, hàng nghìn người mơ ước. Em đã bảo với anh là đừng bao giờ mua những món quà vật chất đắt tiền, bởi vì á, em chỉ cần tấm lòng của anh thôi. Nhưng mà anh lỡ mua rồi. Nhưng mà anh lỡ mua rồi thì em xin nhận. Ê, từ. Em phải nhắm mắt lại đã, cho nó bất ngờ. Nhá, nhắm vào nào. Nào, nhắm chặt chưa? Không tí hí nhá. Ừ. Ôi trời ơi, tan tành hết cả của tôi rồi. Cái gì mà tan tành đấy hả anh?
Tại em không đưa tay ra đấy, cái vòng 2000 anh bảo rồi. Ui tôi chết rồi, em xin lỗi. Bây giờ nó vỡ tan tành rồi, biết làm thế nào rồi. Nhưng mà vỡ cũng không sao đâu anh ạ. Ừ thế nhưng mà nó vỡ rồi, anh xin lỗi em nhá. Không sao đâu. Khổ thế. Anh bảo là cái vòng này vừa mới vỡ. Ừ, vừa vỡ luôn đây này, tại em không đưa tay ra đấy. Vừa mới vỡ xong mà như thế này à? Anh định lừa tôi đúng không? Tôi đi về. Ok, em ơi. Giời ơi, bảo nó bọc cẩn thận, nó bọc thế này thì gọi là quá cẩn thận. À, lộ ra là anh lừa tôi nhá. Tôi nói cho anh biết nhá, anh đừng tưởng có tiền là anh mua được hết tất cả. Tôi đồng ý là có tiền có thể mua, nhưng chỉ mua được một số thứ thôi, trừ tôi. Em ơi. Tôi đi về. Em ơi. Bởi vì các cụ đã có câu ấy là thôi, thì tóm lại là đánh 12-21. Thế nhưng mà hôm nay thì bầu trời u ám, đầu tám đít ba. Ngoài vườn nở hoa, đầu ba đít sáu. Ôi dồi ôi, nói đến đầu ba đít sáu, quay sang nhìn đúng ông thần tài lại còn đang nở nụ cười thế này thì hết tiền về rồi. Đánh luôn. Xem nào. 12-21 này. Bác ơi. Cái gì đấy? Tôi cả. Tôi bảo này, các cụ có câu ấy, khách đến nhà không trả thì bánh. Để tôi bác ơi, không cần. Có chuyện quan trọng hơn bác có để em nói không? Thôi được rồi, có chuyện gì thì cô cứ nói đi. Thằng Tùng nhà em. Thằng Tùng nó sang đây chơi với thằng con nhà bác đúng không? Đó. Tôi có thấy đâu nhỉ? Ôi trời ơi, từ sáng không thấy hả bác? Tôi chết rồi. Thằng Tùng nhà cô rất hay đi cùng với thằng Đoán nhà tôi. Vâng đúng rồi ạ. Bây giờ cô không thấy thằng Tùng. Vâng. Tức là cô cũng không thấy thằng Đoán nhà tôi. Chết rồi. Như vậy thì hai đứa nó đi đâu? Em không biết bác ơi, em đi tìm từ sáng. Em tưởng nó sang nhà nó chơi nên em mới sang hỏi bác. Thế hóa ra là nó không có ở đây à. Chết rồi. Này, cô đã đi tìm hết khắp cái hàng cùng ngõ hẻm của cái xóm này chưa? Khắp cái xóm này em không thiếu nhà nào rồi. Tôi chết tôi rồi. Ôi dồi ôi cô ơi. Bác ơi, cô đem đi đâu rồi? Có khi nào hai đứa nó rủ nhau đi bơi? Ôi, chúng nó bị đuối nước không hả cô? Ôi chị vui cái mồm bác lại nói dại thế. Ôi không phải là tôi nói dại đâu, mà là tôi rất hay xem trên tivi ấy, thấy mấy đứa trẻ con hay rủ nhau đi bơi, rồi đuối nước, rồi bị trôi mất xác, bố mẹ tìm không thấy cơ. Bác ơi không thể như thế được. Ôi tôi lo quá. Hay bác nghĩ cách đi xem nào. Này tôi bảo nhá, có khi nào chúng nó không bị đuối nước? Nhưng mà chúng nó lại rơi vào tay bọn bắt cóc không hả cô? Ôi dồi ôi. Khi nào như thế thật không? Nó rơi vào tay bọn bắt cóc ấy. Bọn bắt cóc nó sẽ chói tay chói chân hai đứa nó lại, rồi bịt mắt, rồi ném lên xe ô tô. Ôi dồi ôi, rồi chúng nó đưa đến một căn nhà hoang. Ôi dồi ôi, rồi chúng nó trói lại trong căn nhà hoang ấy. Đem đến thì có rất nhiều thứ. Quạc. Ôi dồi ôi. Cái gì đấy hả bác? Nhiều ma lắm cô ơi. Không cần con tôi. Tôi không phải kể chuyện ma, đấy chỉ là một giả thiết thôi. Còn giả thiết nữa, chẳng may mà bọn bắt cóc ấy, nó gọi điện đến. Ôi, có điện thoại. Ôi, có khi nào là bọn bắt cóc, nó gọi điện, nó tống tiền không hả cô? Ôi dồi ôi, số lạ. Bác cô nghe đi ạ. Cô phải hết sức bình tĩnh nha. Alo. Cái gì? Bao nhiêu tiền? Cô Tích ơi, cô Tích. Mẹ cô Tích ơi. Kìa cô Tích. Cô Tích. Cô dậy đi. Ôi trời ơi, con ơi. Con bị làm sao không? Bác ơi, thế hết bao nhiêu tiền chuộc hả bác? Có chuộc chiếc gì đâu. Người ta gọi điện đòi tiền lô đề từ hôm qua. Ôi trời ơi, thôi bác cứ dọa em. Còn con, đi đâu sao không nói với mẹ? Là mẹ đi tìm cả buổi sáng. Hả? Con sao đây từ sáng rồi mẹ? Hả? Sao đây từ sáng? Vâng ạ. Tại sao bác không biết? Tại sao em hỏi bác lại bảo là nó không có ở đây? Khổ quá, đây này. Thời gian còn phải tính sổ sách, tính lô, tính đề. Thời gian đâu mà quan tâm đến hai đứa nó. Đùa em lậy bác rồi đây. Bác dọa em đến nhảy cái tim ra ngoài rồi đây này. Thủ sau mà con thấy con chết mẹ chưa? Thôi đi về. Em không ở đây bác nữa. Bác ở đây rồi, suốt ngày bác dọa em. Này, đi con. Này, hai mẹ con về cẩn thận nhá. Qua cầu cẩn thận kẻo đuối nước, nhớ chưa? Còn cái thằng này nữa. Bố đã nói bao nhiêu lần rồi, chơi với anh ở trong buồng ấy thì phải hò hét lên một tí để cho bố còn biết là con đang chơi ở trong buồng.
hoặc là đập vỡ cái gì đấy. Không ngồi chứ, không ngồi đấy làm gì? Đi vào. Dạ. Chị nói to đấy. Thế bố vừa bảo con nói to gì? Mình nói bé bé lại thôi. Dạ. Ừ, đấy, ngoan, đi vào. Dạ. 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 Ừ, cô Tích là 00. Hai thằng nó là 11. Mỗi đứa một. Như vậy 11 00. Có khi nào tối ngày hôm nay lại về kép cùng mình? Thần tài lại cười rồi. Về kép thật rồi, tối nay lại ăn lô xiên đi chứ chẳng chơi.